Đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên. Đặc trưng của bệnh là tăng đường máu mạn tính cùng với rối loạn chuyển hóa carbon hydrat, chất đường, lipid, chất béo, protein, chất đạm. Nguyên nhân của bệnh do thiếu insulin có kèm hoặc không kèm kháng insulin với các mức độ khác nhau. Hệ quả của tăng đường máu mãn tính là tổn thương nhiều cơ quan như mắt, thận, thần kinh, vân vân. Như vậy có thể thấy rằng khắc phục sự thiếu insulin và giảm đề kháng insulin là mấu chốt cực kỳ quan trọng trong phòng và điều trị bệnh đái tháo đường. Năm 1922, Fred Banting và Charles Best thuộc Đại học Tổng hợp Toronto, Canada thông báo họ đã tìm ra insulin và ứng dụng thành công chất này trong điều trị bệnh đái tháo đường ở người. Vào thời điểm đó, người bị bệnh đái tháo đường phải vật lộn với căn bệnh để tồn tại mà chưa có biện pháp điều trị hiệu quả nào. Bệnh nhân nhanh chóng trở nên gầy mòn và thường chết sớm do bị sút cân nghiêm trọng. Ban đầu, thuốc tiêm insulin lẫn nhiều tạp chất và thường gây ra những tai biến nguy hiểm. Các nhà khoa học đã phối hợp nghiên cứu và tạo ra được dịch chiết từ tụy, bảo đảm đủ độ tinh khiết để thử nghiệm trên người bệnh. Vào tháng 5 năm 1922, Leonard Thompson, 14 tuổi, đã được điều trị thành công ở bệnh viện Toronto bằng tinh chất này được gọi là insulin. Vâng thưa quý vị, đoạn phim khoa học vừa rồi thì đã giúp quý vị hiểu được sự ra đời của insulin cũng như những tác dụng của nó trong việc điều trị bệnh đái tháo đường. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều dạng insulin, tuy nhiên các dạng insulin lại hoàn toàn không giống nhau. Và để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chương trình đã có buổi trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy, Phó trưởng khoa nội tiết đái tháo đường bệnh viện Bạch Mai xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy đã tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. vâng xin uh, kính chào chị Thu Trang xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. vâng thưa bác sĩ uh, Bảy rằng uh, người bệnh rất quan tâm và muốn hiểu insulin là gì và mục đích điều trị phác đồ insulin cho người bệnh đái tháo đường là gì ạ? vâng trong uh, cơ thể chúng ta có rất nhiều tuyến nội tiết và các tuyến nội tiết này tiết ra rất nhiều, nhiều các hormone trong đó insulin là một cái loại hormone do tuyến tụy tiết ra và uh, insulin là cái hormone duy nhất làm giảm cái nồng độ đường máu còn phần lớn các hormone khác thì ví dụ hormone của các tuyến như tuyến yên, tuyến giáp, tuyến thượng thận thì lại có tác dụng làm tăng cái đường máu lên. Vì vậy bất kỳ một nguyên nhân nào làm giảm sút về số lượng về chất lượng insulin thì đều dẫn đến bệnh đái tháo đường. Và vì vậy thì chúng ta có thể hiểu là cái mục đích điều trị đái tháo đường, cái mục đích quan trọng nhất là phải tái lập lại được cái nồng độ đường máu trong bình trong cơ thể nó trở về mức bình thường và muốn vậy thì chúng ta cũng phải tái lập lại được cái nồng độ insulin ở trong cơ thể nó bình thường cũng như cái khả năng hoạt động của insulin trong cơ thể. Vậy thì những người bệnh nào sẽ được chỉ định sử dụng insulin? Cũng xin bác sĩ bẩy cho biết ạ. Vâng, cái nhóm đối tượng đầu tiên mà cần phải dùng insulin chúng ta đều biết là cái nhóm mà bị thiếu hụt hoàn toàn insulin hoặc là gần như hoàn toàn, tức là cơ thể không đủ khả năng tiết ra được cái lượng insulin cần thiết để duy trì hoạt động đường máu đó là các bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 một cái nhóm thứ hai mà phổ biến hơn, chúng ta thấy là phổ biến hơn là các cái bệnh nhân mà bị đái đường tiếp 2 đã bị quá lâu rồi vâng. và cái tụy của người ta đã bị suy kiệt, thường là mất trên khoảng độ 80 hoặc 90% cái chức năng tế bào beta và như vậy cái lượng insulin của tụy tiết ra tuy vẫn còn một cái lượng uh, nhỏ nhưng mà nó không đủ cái duy trì hoạt động để duy trì để kiểm soát đường máu và như vậy trong hôm đó chúng ta sẽ phải bổ sung insulin vào. Cái nhóm này thì thường là phải dùng insulin vĩnh viễn. Một cái nhóm đối tượng thứ hai đó là các cái bệnh nhân mà vào viện mà trong tình trạng là tăng đường huyết cấp tính vì là hoặc là có thể là được mới phát hiện hoặc là người ta được phát hiện muộn hoặc là bệnh nhân bị thêm một cái bệnh lý nào đó và làm tăng cái nồng độ đường máu lên quá cao và gây ra tình trạng nhiễm toan sinh tôn hoặc là tăng lực thẩm thấu hoặc là đường máu người ta có thể cao trên 20 mmol trên lít lúc đói một cái nhóm đối tượng thứ ba mà chúng ta cũng đều rất là dễ có thể hiểu đó là những cái bệnh nhân mà bị chống chỉ định với lại các cái thuốc uống ví dụ như bệnh nhân có suy gan hoặc là suy thận hoặc là bệnh nhân dị ứng với lại các cái loại thuốc uống uống à, ừ, các thuốc uống làm hạ đường máu một nhóm đối tượng thứ tư là à, mà chúng ta cũng đang gặp ngày càng nhiều đó là các bệnh nhân là đái tháo đường thai kỳ tức là vâng. mắc đái tháo đường trong khi có thai vâng. thì cho đến nay thì FDA vẫn chỉ công nhận là insulin là cái thuốc mà duy nhất mà nó khá là an toàn cho cả mẹ và em bé à, một cái đối tượng thứ năm đó là mà chúng tôi ở bệnh viện chúng tôi cũng gặp tương đối nhiều là, tức là những cái bệnh nhân mà bị viêm tụy mạng và vâng. hay gặp ở cái nhóm bệnh nhân mà người ta nghiện rượu sau đó cái tụy người ta bị tổn thương cả tụy nội tiết và cả tụy ngoại tiết và cũng dẫn đến tình trạng thiếu insulin Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ thấy là gặp một số trường hợp nữa đôi khi là chúng tôi cũng cần phải chỉ định điều trị cho insulin cho các bệnh nhân đáng tiếp hai ví dụ những bệnh nhân người ta bị các cái biến chứng mạng tính quá nặng ví dụ như bệnh nhân bị biến chứng thần kinh ngoại biên hoặc là biến chứng về mắt hoặc là những cái bệnh nhân mà cần phải phẫu thuật thì trong lòng đó chúng tôi cũng cần phải cho bệnh nhân điều trị bằng insulin để kiểm soát cái đường huyết đúng là không thể phủ nhận những cái hiệu quả tối ưu của insulin đối với ừ. người bệnh đái tháo đường trong các trường hợp mà như là bác sĩ bày vừa giải thích à, tôi xin được hỏi là vậy thì có bao nhiêu dạng insulin đối với người bệnh đái tháo đường và nên sử dụng như thế nào thực chất thì cái phân loại insulin thì có rất là nhiều cách phân loại khác nhau có thể là phân loại về theo thời gian tác dụng có thể theo nguồn gốc hoặc là theo các cái dạng đóng có thể là dưới dạng bút tiêm hay là dưới cái lọ tiêm. Nhưng đối với chúng tôi là những người thầy thuốc thì chúng tôi quan tâm nhiều về cái cái thời gian tác dụng của insulin. Thế thì về thời gian tác dụng của insulin cho đến nay thì có 6 loại insulin chính đó là thứ nhất là insulin tác dụng rất nhanh, thứ hai là insulin tác dụng nhanh, cái loại thứ ba là insulin tác dụng bán chậm, loại thứ tư là insulin tác dụng chậm và loại thứ năm là loại insulin nền tức là tác dụng kéo dài suốt 24 tiếng và loại insulin cuối cùng tức là insulin hỗn hợp, mixta tức là insulin trộn giữa loại insulin nhanh với lại insulin bán chậm trong sáu cái loại insulin này thì bây giờ thực chất cái loại insulin mà chậm thì rất là ít được sử dụng thế và các loại insulin mà được sử dụng nhiều đó là các loại insulin rất nhanh nhanh insulin hỗn hợp và insulin nền tức là kéo dài suốt 24 giờ trong đó tôi cũng phải nói thêm là chữa là các cái loại insulin rất nhanh và insulin nền tác dụng suốt 24 giờ là nó có cái nguồn gốc khác với lại các loại insulin kia trong khi insulin nhanh hoặc insulin bán chậm hoặc insulin hỗn hợp là có nguồn gốc là insulin người tức là người ta cho cái tổng hợp sử dụng cái, cái mã gen mà vốn là để sản xuất do insulin người, sau đó cấy vào loại vi khuẩn và để cho nó sản xuất ra lại insulin thì các loại insulin rất nhanh và insulin nền tác dụng 24 giờ chúng tôi gọi là insulin đồng phân hoặc insulin analog là các loại insulin giống như là insulin người nhưng đã được thay đổi cấu trúc đi để tạo ra được cái tác dụng đặc biệt hơn tức là rút ngắn thời gian bắt đầu có tác dụng hoặc là kéo dài cái thời gian tác dụng suốt 24 giờ chúng ta ngày càng ghi nhận được những cái tiến bộ khoa học để mà chế ra được những loại insulin có rất là nhiều tác dụng đối với người bệnh đái tháo đường à vậy thì giữa những insulin này những cái tác dụng của nó có những điểm gì giống nhau và khác nhau như thế nào cái điểm giống nhau thì chúng ta đều biết rồi nó đều là insulin và, và. về cơ bản của nó là cấu trúc của nó giống nhau đối với các loại insulin thì đối với chúng tôi là thầy thuốc chúng tôi quan tâm ba cái thời điểm tức là bao lâu bắt đầu có tác dụng thường là bắt đầu có tác dụng đồng nghĩa với chuyện là bệnh nhân người ta phải ăn thì khi nó có tác dụng rồi nếu không ăn thì bệnh nhân sẽ bị hạ đường huyết cái thời điểm thứ hai đó là thời điểm khi insulin đó nó có tác dụng tối đa đối với insulin tác dụng tối đa thì có hai cái điểm lưu ý đó là thứ nhất là khi đó insulin tác dụng mạnh nhất và bệnh nhân người ta có nguy cơ bị hạ đường huyết cao nhất và cả thầy thuốc và cả bệnh nhân cần phải để ý. Yeah. Cái điểm thứ hai là khi mà insulin đạt tác dụng tối đa thì thường là thầy thuốc chúng tôi sẽ lợi dụng cái thời điểm đó để cho bệnh nhân nếu có chỉ định ăn thêm thì người ta sẽ ăn thêm vào cái thời điểm đó để nó phù hợp nhất và nó không chế cái đường máu kiểm soát cái đường máu sau các cái bữa ăn phụ đó nó cũng tốt nhất. Và cái thời điểm thứ ba chúng tôi quan tâm đó là hết tác dụng bao lâu insulin đó nó hết tác dụng và bao lâu hết tác dụng thì thông thường là bệnh nhân sẽ phải cần có một cái loại insulin mới sở dĩ là các cái loại insulin mới insulin analog đồng phân đó ngày nay được sử dụng nhiều hơn và được khuyến cáo sử dụng nhiều hơn bởi vì nó nó giống như là nó tạo ra được cái tác dụng gần giống như là insulin của người trong cơ thể Thưa quý vị, có nhiều người cho rằng sử dụng insulin rất phức tạp, và đôi khi họ ngại ngần nếu như những người xung quanh biết rằng mình phải tiêm insulin. À, thế nhưng cũng cần phải hiểu rằng insulin là một trong những hormone có tác dụng làm giảm đường máu do tế bào beta tụy tiết ra. insulin được tụy tiết ra liên tục trong 24 giờ trong ngày và nhu cầu sử dụng insulin trong 24 giờ ở một người bình thường là 0,7 đến 0,8 đơn vị kg. À, ngoài ra insulin còn được tiết theo nhu cầu từng lúc của cơ thể và sự tăng đường máu sẽ kích kích tụy sản xuất insulin, nhất là tăng đường máu sau các bữa ăn. Do vậy insulin là một dạng protein chất đạm nên khi uống vào đường tiêu hóa sẽ bị phân hủy, vì vậy phải dùng theo đường tiêm. Chính vì thế mà khi phải chung sống với việc tiêm insulin thì chúng ta cũng sẽ học được cách sử dụng đúng cách, tiêm đúng cách và bảo quản đúng cách để insulin phát huy được những hiệu quả tối đa. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của một người chung sống với bệnh đái tháo đường tiết 1 lâu năm. Cách đây 13 năm, bệnh đái tháo đường tiếp 1 là một khái niệm khá mới mẻ với bà Nguyễn Tống Hồng Hà. Bà chưa từng nghe tới bệnh bao giờ thì làm sao có thể nghĩ mình có thể mắc căn bệnh này. Thế nhưng, bệnh tật đâu trừ một ai. Năm 1999, trong một lần cấp cứu do tụt huyết áp, bác sĩ đã chẩn đoán bà mắc bệnh đái tháo đường tiếp 1. Cũng kể từ đó, cuộc sống của bà như được lật sang một trang giấy khác mà ở đó đòi hỏi bà phải có ý thức, trách nhiệm hơn với cuộc sống của chính mình. Bà đã tự tìm hiểu các bệnh này qua sách báo và các phương tiện thông tin đại chúng. Và để rồi tới thời điểm này, 13 năm sống chung với bệnh đái tháo đường tiếp 1, bà Hà đã trở thành bác sĩ của chính mình. Kiểm soát đường huyết nó rất quan trọng để rất quan trọng đối với người bị bệnh đái tháo đường. Bởi vì nếu mình không kiểm soát đường huyết thì đường huyết nó hơi tăng một tí mà mình vẫn ăn như thế là không đúng và nếu nếu đường huyết nó có thể giảm vì mình mệt mình không ăn mình ăn ít hơn thì mình lại phải ăn tăng thêm bà luôn tin tưởng hy vọng một điều rằng với công nghệ phát triển như hiện nay một ngày nào đó nên y học sẽ có thể chữa khỏi hẳn bệnh đái tháo đường hy vọng tương lai là vậy nhưng bà biết Thời điểm hiện tại, bà cần phải sống sao cho khỏe mạnh, tránh các biến chứng có thể xảy ra bằng mọi nguồn lực. Bà chủ động trong việc kiểm soát đường huyết bằng một lối sống khoa học và tất nhiên không thể thiếu thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Đều đặn mỗi ngày, bà tự kiểm tra đường huyết bằng máy đo cá nhân và tiêm insulin cho mình. Tất cả những chỉ số đường huyết trước ăn và sau ăn của một ngày đều được bà Hà ghi chép lại cẩn thận vào cuốn sổ theo dõi bệnh tại nhà. Có lẽ cũng chính bởi thế mà trong suốt 13 năm mắc bệnh đái tháo đường tiếp 1, bà chưa từng một lần phải nhập viện vì căn bệnh này. Ý chí và nghị lực đã giúp bà vượt qua được rào cản của bệnh tật và có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên gia đình như bao người phụ nữ khác. sự vừa rồi khi mà chúng tôi đi ghi lại thì cảm thấy rất là vui vì người bệnh đái tháo đường này đã thích nghi được với một cuộc sống uh, sống chung với bệnh đái tháo đường và sống chung với insulin uh, và chắc hẳn là trong cái quá trình làm việc uh, thì bác sĩ bảy cũng đã gặp nhiều trường hợp như vậy đặc biệt là chúng tôi quan tâm hơn về những người bệnh đái tháo đường tiếp 2. họ có thích nghi dễ dàng được với việc sử dụng insulin hay không ạ nói chung là không và, và nói chung là khó khăn nhưng mà đó là cái cảm nhận ban đầu của chúng tôi cũng như là bệnh nhân nhưng mà nhờ cái sự nỗ lực của thầy thuốc và của bệnh nhân và quan trọng nhất là uh, sau khi người bệnh người ta có kiến thức và có được cái sự thực hành tốt thì cái chuyện đó nó lại trở nên dễ dàng hơn uh, khả, uh, rất nhiều tôi có thể kể ví dụ với chị một cái tôi có một cái bác bệnh nhân bác năm nay đã gần 80 tuổi rồi sống cùng với bác trai uh, hơn 80 tuổi và bác gái thì lại bị uh, đục sinh thể biến chứng và sau đó là có cái tổn thương ở đáy mắt cho nên là Uh, sau khi mổ mắt thay thủy tinh thể thì không có cải thiện gì. Yeah. Bác bị đái đường đến 17 năm rồi và vì vậy cái chuyện kiểm soát đường huyết bằng thuốc uống rất là khó khăn. Yeah. Và như vậy thì khi mà chúng tôi bắt đầu chỉ định tiêm insulin thì bác gặp rất là nhiều khó khăn vì bác nói bác lớn tuổi, bác già rồi, bác run, rồi thì bác mắt bác kém. Tụi Tuy nhiên quên. rồi yeah. lại hay quên và và hơn nữa là không có người trợ giúp nữa. Yeah. Thế nhưng mà sau khi chúng tôi có cái hướng dẫn cho bác sử dụng các cái loại bút tiêm insulin, cái thứ hai là À, bác có thể sử dụng các cái kính lúp để bác nhìn các cái đơn vị insulin như thế nào và cái thứ ba nữa là với cái insulin nền tác dụng suốt 24 tiếng chẳng hạn thì chúng tôi kê cho bác ấy thì có một cái ưu điểm là bệnh nhân có thể tiêm bất cứ giờ nào miễn là sau 24 giờ bệnh nhân lại tiêm trở lại và khi đó thì tôi thuyết phục bác ấy bác tiêm vào 12 giờ trưa nói lúc đó là trời sáng nhất bác nhìn rõ nhất và khi đó thì chắc chắn là cái sự trợ giúp của mọi người nếu cần thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn so với buổi chiều tối hoặc là buổi sáng thế và chỉ sau 3 tháng thì tôi rất là ngạc nhiên là bác gọi điện cho tôi bác nói là bác đã tiêm được rồi và tiêm bác thấy hoàn toàn là là không có gì là khó khăn cả và một cái tin vui là cái đường máu của bác ấy được kiểm soát tốt hơn rất là rõ rệt cũng chúng tôi cũng mong rằng là bác sĩ bảy sẽ gặp được nhiều bệnh nhân như là bác vừa rồi à, tôi xin được hỏi tiếp một câu hỏi này mà có rất là nhiều người bệnh đái tháo đường quan tâm họ thấy rằng là có rất là nhiều dạng insulin trong đấy có một dạng đường uống nữa và đường tiêm vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích rõ hơn là giữa đường uống và đường tiêm thì khác nhau như thế nào từ trước đến nay thì chúng ta chỉ quen với loại insulin đường tiêm và chủ yếu là tiêm dưới da chính vì cái chuyện tiêm nó cũng khá là phiền toái và uh, không những là về vị đau rồi thì là cần dụng cụ rồi thì cần bảo quản insulin thế thì người ta cũng đã có rất là nhiều các cái tìm tòi để xem là có thể tìm uh, chế tạo ra được những cái dạng insulin khác mà nó có tác dụng uh, uh, đường dùng khác mà nó vẫn có được tác dụng như thế hay không và cho đến nay thì người ta đã uh, có những cái thử nghiệm để chế tạo ra insulin dưới dạng hít, dạ. insulin dưới dạng tấm dán, insulin dưới dạng là viên uống tuy nhiên thì cái dạng mà nó tiến gần nhất đến thực nghiệm và đã được sử dụng một thời gian đó là insulin dạng hít tuy nhiên thì cái dạng này thì một số các cái nghiên cứu theo dõi thì thấy là cũng có tác dụng tương đối tốt nhưng sau một thời gian thì nó gây cái tình trạng sơ hóa phổi và cho đến nay là phải ngừng lại dạ. thế còn đối với cái dạng insulin đường uống thì cho đến nay thì vẫn không thể đưa được ra thị trường bởi vì người ta vẫn chưa làm cách nào để bảo vệ được cái insulin mà nó không khỏi bị phá hủy bởi cái dịch ở dạ dày. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên quá bi quan. Theo tôi được biết thì còn có một số những cái loại thiết bị mà có thể đeo vào đai lưng có thể là đặt theo giờ để tiêm insulin thì không biết là cái cái cái, cái máy móc hay cái thiết bị này đã 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 được sử dụng tại Việt Nam hay chưa? Vâng, chúng ta như cái thiết bị mà chị vừa đề cập đó chúng ta chúng tôi gọi là insulin pump tức là bơm insulin. Bơm insulin thì bắt đầu ra đời trên thế giới, bắt đầu được ứng dụng đầu tiên vào năm 1974 và chủ yếu là cho các bệnh nhân đái đường tiếp 1. Tuy nhiên thì ngày nay thì cái đối tượng bệnh nhân đái đường tiếp 2 đặc biệt là một cái đối tượng nữa mà cần kiểm soát đường huyết rất là chặt đó là phụ nữ có thai mà bị đái tháo đường thì cũng được sử dụng rất là nhiều và rất nhiều nước thì đây là một cái cái dụng cụ mà nó hỗ trợ rất là hiệu quả cho các bệnh và. nhân đái đường Ờ, cả tiếp 1 và tiếp 2 ở Việt Nam chúng ta thì hiện tại cũng đã có một số bệnh nhân sử dụng rồi theo à. chúng tôi được biết nhưng mà phần lớn thì là các bệnh nhân này phải ra nước ngoài à. để được đặt cái thiết bị này nhưng ở Việt Nam chúng ta thì hiện tại thì chúng tôi đang có cái sự hợp tác với các cái công ty và các cái chuyên gia để bắt đầu thực hiện cái triển khai cái à, à, đặt cái dụng cụ cái bơm tiêm insulin cho các cái bệnh nhân đáy đường à, một thắc mắc nữa đấy là nhiều người hỏi rằng là Người bệnh đái tháo đường thì có cần phải tiêm insulin liên tục hay không và vì sao lại phải tiêm như vậy? Insulin có phải tiêm thường nhật hay không? Và đây là những cái thắc mắc mà người bệnh đái tháo đường đã gửi tới cho chương trình ạ. À, cho đến nay thì cái loại insulin mà tác dụng dài nhất là 24 giờ. À. Và như vậy thì nếu như là bệnh nhân đã có chỉ định tiêm insulin thì đồng nghĩa với chuyện là người ta sẽ phải tiêm hàng ngày. Rồi đối với bệnh nhân đái tháo đường 1 thì cái chuyện điều trị bằng insulin là bắt buộc à. để duy trì sự sống. À. Còn đối với bệnh nhân đái đường tiếp 2 thì thường khi đã chỉ định điều trị insulin Uh, giai đoạn đầu thì thường bao giờ chúng tôi cũng chỉ định bắt đầu bằng tiêm một mũi các cái loại insulin nền để nó phối hợp thêm với các thuốc uống thường là giữ nguyên các thuốc uống và phối hợp thêm một mũi insulin để giúp cho kiểm soát đường huyết nó được tốt hơn vâng. và như vậy thì đối với bệnh nhân đáng tiếp hai nếu như người ta uh, đã được chỉ định tiêm insulin rồi mà người ta bỏ tiêm thì người ta có thể thấy là cũng không có sao cả vâng. nhưng mà rõ ràng là cái đường huyết của người ta sẽ không được kiểm soát tốt và về lâu dài người ta sẽ bị biến chứng và như vậy thì tôi xin nhấn mạnh lại là bệnh nhân đáy đường đã được chỉ định tiêm insulin là phải tiêm là bắt buộc có rất nhiều thắc mắc đã gửi tới cho chương trình và trong đấy thì có một câu hỏi của một bệnh nhân rằng uh, họ uh, mắc đái tháo đường tiếp 2 và bắt đầu phải sử dụng insulin. Uh, trong một khoảng thời gian thì sau khi tiêm insulin thì họ thấy rằng họ lên cân rất là nhanh. Yeah. Uh, vậy thì sử dụng insulin có bị lên cân hay không cũng xin bác sĩ bảy cho biết và uh, với những người đái tháo đường tiếp 1 nữa tôi xin hỏi thêm câu này là của chương trình gửi tới ạ, đó là những người mà đái tháo đường tiếp 1 mà tiêm insulin đến chọn cuộc đời như vậy thì có phải liên quan có phải chú ý đến cái vấn đề cân nặng của họ hay không? Insulin nó có hai cái tác dụng phụ mà người ta đáng phải lưu tâm. Cái đầu tiên và cái đáng nguy hiểm nhất và đáng lo ngại nhất đó là gây ra cái hạ đường huyết do chúng ta đưa cái lượng insulin vào quá nhanh yeah. hoặc là uh, bệnh nhân uh, ăn uống không đầy đủ. Và cái tác dụng phụ thứ hai đó là làm tăng cân. Cái lý do của cái chuyện tiêm insulin tăng cân nó có một số cái nhưng mà cái quan trọng nhất đó là chúng ta đều biết là trước đây khi mà người ta chưa tiêm insulin thì thường là cái đường huyết của người ta quá cao và nó bị mất đường qua nước tiểu. Và cái yeah. đường đó thực chất là lấy từ cơ, từ tổ chức mỡ mà nó bị tiêu hủy ra thế còn trong trường hợp mà chúng ta tiêm insulin vào chúng ta kiểm soát được đường huyết tốt rồi thì cái đường gluco lẽ ra bị mất đấy bây giờ nó quay lại nó sẽ chuyển thành cái dạng năng lượng dự trữ ở tổ chức cơ và tổ chức mỡ và như vậy thì nó sẽ giúp làm tăng cân nhưng mà nó không phải là cái gì quá nguy hiểm đặc Đúng. biệt là đối với bệnh nhân đáy tháo đường việt nam tại sao bởi vì như chị nói là bệnh nhân đáy đường việt nam đáy đường tiếp một thì thường là người ta rất là gầy và. Nhưng ngay cả bệnh nhân đái đường tiếp 2 ở Việt Nam chúng ta cũng có cái đặc điểm là chúng ta gặp nhiều bệnh nhân có cân nặng bình thường hoặc là gầy hơn là những bệnh nhân đái đường tiếp 2 có thừa cân giống như ở châu Âu. Và như vậy thì cái đó là một cái tác dụng phụ nhưng đôi khi cũng là một cái tác dụng phụ mà chúng tôi mong muốn đó là để giúp cho bệnh nhân tăng cân lên. Và. Nhưng mà nếu mà tăng cân nhiều quá hoặc là người ta vốn đã đã thừa cân hoặc là đang bị béo phì rồi mà khi tiêm insulin mà bệnh nhân bị tăng cân lên thì hoàn toàn không tốt một chút nào. Chính vì vậy cho nên là trong cái phác đồ điều trị insulin ở bệnh nhân đang tiếp 2 mà khi bắt đầu tiêm insulin thì thường là chúng tôi vẫn giữ nguyên các thuốc uống đặc biệt trong đó là những cái thuốc uống ví dụ nhóm metformin là cái thuốc để giúp làm giảm cái tình trạng đề kháng insulin và nó cũng góp phần làm hạn chế cái tình trạng tăng cân lên. Tiếp theo chương trình mời quý vị cùng ghé thăm nhà nhân vật thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. họ cũng đã sử dụng insulin nhưng có điều gì khác với nhân vật thứ nhất? Mời quý vị cùng theo dõi được phát hiện mắc đái tháo đường tiếp 2 cách đây gần 18 năm. Ông Phan Bá Bình đã mất tới 2 năm đầu, thường xuyên phải đối mặt với những sóng gió mà bệnh tật mang lại. Từ hoang mang lo lắng khi không biết bệnh này là như thế nào, tới sợ hãi khi chính bệnh này đã khiến ông phải nhập viện 2 lần. Nhưng rồi, tất cả những sóng gió đã qua và bình yên trở lại với cuộc sống của ông khi ông nhìn nhận một cách tích cực hơn về bệnh đái tháo đường có thể sống chung cùng bệnh, không chết vì bệnh đái tháo đường mà chỉ chết vì những biến chứng mà bệnh gây ra. Với suy nghĩ như vậy, ông đã chủ động cùng vợ tìm hiểu về bệnh và lên kế hoạch cho một lối sống khoa học, từ việc uống thuốc, chế độ dinh dưỡng tới luyện tập thể thao hàng ngày. Ông chia sẻ, y tá trưởng, cái tên mà ông vẫn thường gọi người vợ của mình chính là một động lực rất lớn giúp ông vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất mà bệnh tật mang đến. Khi nhắc tới bệnh viện thuốc, bác sĩ, những khái niệm quen thuộc với rất nhiều bệnh nhân đái tháo đường. Ông Bình chia sẻ thêm, 6 năm đầu sau khi phát hiện mắc đái tháo đường, ông được điều trị bằng thuốc. Nhưng cách đây 12 năm, bác sĩ đã chỉ định tiêm insulin mỗi ngày và cũng kể từ đó, với ông Bình bắt đầu phải tìm cách thích nghi với cách điều trị mới, từ cách bảo quản thuốc tới cách tiêm. Thời gian đầu, ông cũng lung túng khi tiêm, nhưng tới nay, những công việc đó đã trở thành một phần cuộc sống không thể thiếu đối với ông Bình tiêm đừng sợ tiêm là phải học tiêm lấy người bệnh nhân trừ khi già yếu quá rồi thì người nhà phải học tiêm chứ không thể nào gọi bác sĩ y tá ta tiêm ngày suốt ngày hai hai lần cho nên phải học tiêm lấy tiêm hai tay bắp tay hai bắp chân như là ở rốn quanh rốn quanh rốn như vậy là năm phân xa xa trung tâm rốn năm phân cứ thế tiêm vòng quanh Đấy. thậm chí là tiêm mông thế tiêm mông thì thường phải nhờ tiêm thế là coi như phải luân phiên thế nhưng mà tôi vẫn sinh hoạt bình thường nhiều người bảo trông ông thế mà bị bệnh đái tháo đường à đúng như thế nhìn vào sức khỏe và cuộc sống của ông Bình bây giờ mấy ai nghĩ rằng ông đang mang trong mình căn bệnh đái tháo đường sức khỏe là vàng có sức khỏe là có tất cả là câu nói mà ông Bình vẫn luôn tâm đắc để hướng tới sau khi chúng ta vừa xem phóng sự vừa rồi thì uh, có lẽ là khán giả còn mong chờ một câu hỏi nữa. Đấy là với việc điều trị insulin thì người bệnh sẽ phải lưu ý gì khi mà sử dụng insulin ạ? Trên thị trường hiện tại đang tồn tại hai cái dạng insulin đóng lọ khác nhau, đều là lọ 10 ml nhưng một lọ một dạng thì là 1 ml có 40 đơn vị và một lọ 10 ml đó chỉ có 400 đơn vị thôi. Và dạng thứ hai là 1ml có 100 đơn vị và như vậy lọ 10ml lại có đến 1.000 đơn vị và như vậy nếu như bệnh nhân người ta không biết được bác sĩ kê một loại mà lại Nguồn sau đó hướng dẫn hướng dẫn là tiêm ví dụ lấy là 0,5ml ừ. thì với 0,5ml của cái loại mà 400 đơn vị thì chỉ có tương ứng với 20 đơn vị thôi nhưng nếu lấy 0,5ml của cái loại mà lọ insulin chứa 1.000 đơn vị thì lại là thành 50ml và đó là một cái tác dụng phụ, cái, cái nguyên nhân mà gây ra hạ đường huyết chúng tôi rất là hay gặp một cái tình trạng thứ ba đó nguyên nhân thứ thứ ba nữa là bệnh nhân đôi khi người ta tự điều chỉnh liều vâng. mà không xin ý kiến của bác sĩ mà uh, người bệnh người ta không biết là cứ thấy tăng đường huyết thì người ta tự tiêm tăng liều lên nhưng mà người ta không biết là cái tăng đường huyết đó nó chỉ là nhất thời ngày hôm nay thôi hoặc là do một lý do nào đó ví dụ người ta ăn thêm nhiều lên một tị thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh bằng chế độ ăn hay là nghỉ ngơi hay tập luyện gì đó hoặc uống thêm một chút nước hay cái gì đó chẳng hạn vâng. chứ không nhất thiết là phải tăng cái liều lên rồi thì một nguyên nhân nữa là bệnh nhân thường ăn uống thất thường hoặc là cái chế độ tập luyện thất thường, hoặc là rất nhiều bệnh nhân nữa là khi bệnh nhân người ta bị suy thận rồi thì cái người ta vẫn tiêm cái liều của insulin như cũ do người ta không biết hoặc người ta uh, được thầy thuốc không điều chỉnh cái liều cho bệnh nhân và như vậy thì bệnh nhân cũng rơi vào tình trạng hạ đường huyết và rất nhiều bệnh nhân là phải đi cấp cứu vì hôn mê. Có rất là nhiều lưu ý dù là chúng ta được kê đơn để uống thuốc hay là kê đơn để sử dụng insulin thì việc đầu tiên khi mà chúng ta bắt đầu đặc biệt là khi mới mắc bệnh thì bệnh nhân phải rất là cẩn trọng và xin những cái tư vấn kỹ càng từ các chuyên gia bác sĩ đấy chính là những gì mà chúng tôi được gửi tới trong chương trình ngày hôm nay dành cho quý vị khán giả một lần nữa xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ nguyễn quang bảy đã dành thời gian và chia sẻ với người bệnh đái tháo đường những thông tin về insulin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình